โอเคในตอนนี้เรานี่ยสมหันปีเบียบประประดีไซน์ทีมวิ่งคือ SOP Single Responsibility Principle จังอักนี้ยมเกิดทอลทอฟอร์มดอกอินนี่มวยจังจังในตรงนี้ประกาศจังมาเลเบลมวยมวยดิสเนมเทคบอกมวยกับชั่วท่าบ้านเด็กอธิบดีจะเนมพาสเวิร์ดกับท่าอธิบดีพาสเวิร์ดให้นั่งบุตรงล็อกอินนิ่งมวยไปชุดนั้นเนี่ยบุตรงล็อกอินจังเลยท่าไปยืนคลิกจังยิ้มรำว่าไปยืนจังเลยท่าอ่ะกลางอันนี้ยืนฝึกการที่ SOP นะต้องนั่ง user login จังหวะไป user พูดเนี่ย login username password ไหมจิต login ฝึกการไอ้มวยโอเคแล้วยังยังตอนโจทย์ตอนเรียนมาแล้วยังโจทย์ยังเบียบที่ยังตอนสกอร์ดีไซน์ pattern ยังดูก็ OOP ยังเซฟทำอะไรยังโจตัวเรียนนอสลาเลิกคดีมวยไอ้ยังยืนเซครูปรามเบียดเซเนี่ยเบียดเซไปยังใช้ไปตรงคลิกจังไปเลยยังคลิกนี้ยังทุกการออสันดิเกชันตัวนั่งยูสเนนพาสเวิร์ดตัวตราวดูออดสันตัวนี้ยูสเนนพาสเวิร์ดตัวตราวยังทุกการไอ้มวยจังมันบานั่งยังตราวมีนยูสเนนพาสเวิร์ดมีจังโอเคแล้วถ้ายืมโยปีเดี๋ยวแบบมาจังนุ่มสตอร์ละคงไม่ชอบนุ่มถ้าห้องมวยนุ่มประกันเลยมวยนะยูสเนียร์พาสเวิร์ดสตรีมเองพาสเวิร์ดโอเคนุ่มถ้าห้องจังพาสเวิร์ดจังตัวยังนี่อันนี้ยูสเนียร์บอลยังมีพาสเวิร์ดยังการเล่นนะคงจะตีปีเดี๋ยวแบบมาในนี้จังเนี่ยจังดะยูมอตบยูสเนมเซ็งพาสเวิร์ดเซ็งบางกันยังดะจังมอตส์รัวไปยังยี่ม้ายังยูมอว์ยูสเนมพาสเวิร์ดยูมอว์ผู้โกงจังกะยังกันละมวยโจคนี้ตั้งจังผู้โกงจมูกยังนี่มาลองดูโอเคถ้ายังยินพาสเวิร์ดนี่มวยเนี่ยยูสเนมพาสเวิร์ดนี่จังไปยังคลิกบุตรล็อกอินนี่ยังผู้โกงในยังจะเสียทองได้อยู่ตอนโจลนี้เกิดลาบเกิดอะไรนี่ทองมาได้ซึ่งล็อกอินจังจังศึกษาเอาไว้ยืมปากกาสตรีมมูดสตรีมยูเซอร์ยูสเนมยูเซอร์ล็อกอินจังจ้ะso login sama ya sama tick box yang sekarang tick box username dot tick and password so password dot tick bạn chẳng yêu cả nick variable mùi mà ok tạm tiếp bạn dừng sắc xa if l đã hẳn l thì nhóm ạp bà cài xí sạp nhóm ra bàn bà mạng đó còn là sự thật cả nó riêng nó là sự cầu trên lấy nó riêng tàu vi bì đạm đẹp nhóm này nhóm dù tàu khăn sắp ấy trong sau phía xa ấy thì nhóm đừng còn nằm ở internet vì structure bọc phía xa nó bán với tài các buôn này thì này nó sẽ bánh hai cái đôi dịch này chẳng nhóm xin lạc nhóm nhóm trang tư phía xa ấy của bán thì nhóm lên là chẳng mơ structure thôi mà ngày kỳ ngày thôi dừng dừa ok if
But if a user, the user login it, dot equal, equal, chmui nung user password yung yopi database mo yun, dot, bani, pasan chibi smart do ikni yun, chung yung ay pagkai mo yun, how my sick. Bọc mấy xe chứ mấy xe bọc xe là khỏi thật khỏi chúng tôi đặc biệt các nước mấy xe bọc đặc sâu phía ta chúng đã thả in rồi. Dương thực cả chứng dương đã cái hào validation, cái validation username password này chứng cả này nó phải dùng click này cái tầm tí bà chứng dương ai thưa thực sự nó không ngoài môn dạ môn dương ta xa môn lọc in và ít
Okay, yang sama. Okay, ini input. Terawan. Okay, ini lah. Ini yang lalu ini yang cepat dalam cutakan SOP yang dia bisa jadi kena SOP cuma ni. Okay, sebenarnya jadi yang cut kelas banyak add kelas cuma jadi nak cuma tak kelas user. Bây giờ tôi cần phải group group user chúng tôi thì bỏ class user này thử cả ngày cái chương này cứ xem lại cái class user xem lại cái tool cho user information about user nó miễn username và password hay bỏ ok mình bây giờ cái for authentication chương chương tôi thì bỏ class năng mồi chương mình nên chỉ là nè cái hạ thà yeah class I have only one reason to change okay chẳng dừng bật property public string user user info chúng get check nhé bạn pin nào chúng dùng tạo cả username password dùng copy mũi nó username password dùng cái vào để bỏ chào nhé tôi một cái cả chào em cái là đã là tôi làm lại public string get again return return this new password just it set okay username password slide macam username password semua tadi sao về dưới mà sao tầm này thì giờ bảo ơi tầm này sẽ dùng máu chưa không bị chọt rồi không nhỉ ok tao một tiếp ok chấm một nghìn bảo ở class user cứ miền là phần năng từ tool máy năng bảo tầm này thì chấm tầm tiếp nhưng tao bật cái làm tí đây một nghìn xây như tí đây class mùi chết mùi tha class authentication send to them.
ចឹងខ្លះនេះមានតួនាទីសម្រាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងតើ username password នឹងត្រូវត្រូវឬអត់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្លះនេះវាប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងអូខេគ្រប់គ្រងវាមិនអញ្ចឹងអូខេនៅក្នុងក្លាស authentication នេះអូខេសម្រាប់យើងនឹងប្រើវាប្រើប្រាស់សម្រាប់យើង compare តើ username ថ្មីដែលយើង input នឹង the form ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង user នៅក្នុង database យើងអត់នេះ view code នេះអូខេខ្ញុំមូ username password នេះតើនៅក្នុង authentication នេះតែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទៅពេលហៅខ្លះទៅប្រើហ្នឹងមើលឃើញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ private បាទអញ្ចឹង private វាថាយើងប្រើបានក្នុងខ្លះនេះនៅក្នុង block នៃខ្លះ authentication នេះតែយើងហៅទៅប្រើយើងអាចហៅយកមើលឃើញនេះមើលប្រើបានយើងដាក់ private ចង់នឹងច្បាស់ keyword private public នេះនៅនេះអាចសាជាបន្ថែមអូខេស្គាល់ដែរជុំខ្ញុំយ៉ាខ្ញុំចាប់ដើមដកដកយូរទៅអឺឡើយខ្ញុំតាមដានឲ្យមិនមានបញ្ហា error ខ្ញុំគ្រាន់តែ copy យន្ត្រហ្នឹងខ្ញុំ copy នេះទៅប្រកាសទេបាទខ្ញុំ copy អូខេឥឡូវយើងបង្កើតឲ្យមាន sort មួយហាប់ទីមួយឈ្មោះថាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងត្រូវការទទួលតម្លៃពី stream ពី user input មក user input លើ form login ហ្នឹងហើយយើងបានយកមកហើយបានយើងធ្វើការ compare ជាមួយនឹងគេជាមួយ user ពីទី2 database import interesting system dot window dot form see box so
control. We got cannot be incorrect. You return you now. Guide message button chat. You return. Button chat can be done too. Nếu khóa dùng nộp các khóa mới tiết để tổng nâng dọn để validate thịt bọc này. Okay, chẳng tuân tì class validation này tha you validate từ rồi thích bọc để dùng input nó mt rồi mình mt nó chuẩn bị lại khăn đi class dùng xe đặt là nó ok nó ok nhà lâu đi nhưng bà ca đã cao dùng các class validation hãy dùng bà ca đã mấy sort mỗi mà tha user input được không là nó dùng nhìn các string user tool tầm lại cái user input nó mình username hay đăng password hay private ban information nó còn là hay ban dùng dùng mà compare là biệt thiệp ta vì tập tê cứ gần mấy ta lượng học như có thay một thói như cái nhóm bất đồ hóa bất đồ hóa bất đồ tê chứ add message invalid input à, tao một tí dùng cho tất cả form và dùng với ok từ xa video nó việc đặt về chứng nhầm xe hơi cho bao nhiêu thế video đặt chứng là nhầm nhầm nhà nhầm bây giờ vô đảo chân tôn tiếng tìm mùi tìm mùi bây giờ click lơ button giờ button login ý cứ dùng tất cả validate từ lơ thịt bọc chỉ bốn dần chúng nhầm hiện tìm mùi cứ dùng validate bà này nhầm vô class how class để dùng vào tờ này thì mở class ok thử mới này class validate này dùng một tất cả chia object class thầm mây mùi validate class thầm mây mùi nó đại chung một thầm mây này hãy dạng nu class validation này hãy một tiếp dùng vô này hào đi mà bà mà nó không dùng mình cái user input chẳng vì sao muốn chúng ta user input nhỉ yeah. User input dùng miền parameter p stream stream cho bạn pin nát tịch bọc vào gì này input cho tới hay bắt đầu mà tiếp và để rồi hai bức ảnh chia khóc vì return trả trên vì cả một thí vì return đây một tiết person chỉ này ba châu private validate person chỉ validate trâu hai user input min là đi sub user input tích bọc này từ pin trâu hai như các bạn phải cho information tất cả là cái user những tất cả chụp how class user này mà class user này dùng hàng một bà mà thì sẽ dùng bà cả chỉ ốc chỉ thầm mấy mối lợi ốc chỉ trả nắng hay giờ sai nhầm lại dù chỗ cái stream mối dùm nào anh em một mối mình phút chỗ này trai ghế user password này mở user password này user password này dùng bà cả được khoảng nắng rồi bắt đầu một tiền
tôm tít và dương thừa ca dễ rồi bây giờ bạn đầu tư vào miền ở hàng hai bạn dương dương thừa ca thì dương thừa ca ở sân địa sân nghĩa một người khá này khá ở sân địa sân dương cờ này dương miền này miền bạn nên trong hành ở cái này user password này ok chứ mới đó thôi quay nu các bạn sẽ xem đó bài dương miền màn này cái dương dương miền tạo sân sân user như mối này dương miền tờ này sau đây dương bạc cả thì mối trên sân chỉ cả này đặt miền nghĩa user pan gì chứ sân cả này nhưng đã public này mình đã public save bạn chương trình hai cái bài đó ba này dừng khởi như này chương ban dừng cái những kỹ thuật về những bài đó tới dừng chẳng đứng cho bạn sao chỉ được thèm với nhưng mà nhưng bạn áp cái code đấy nhưng giờ được khăn sập mới yêu mà quên phải nhầm sợi internet và chân dân xa ran mới nhưng tổng cho thì tổng cao và form lộ đấy nhưng clean sẵn clean solution tổng tiếp đi là solution sắc sẽ okay. Chụp đầu tiên ok chứng thì môi authentication sân chỉ nhóm lọc in và invalid invalid nhé invalid input ok mình vẫn return bị đo nhưng tầm mơ dựng ở kỳ thơ ok lâu dừng bà lâu dừng xa bọn xa mơ thò khiêm bắt đại ấy giờ đã sẽ invalid input incorrect user ok toàn tiếp nhóm đã trấu 1,2,3,4 password nhóm is correct bà này mình chỉ program này qua chỉ cả xã lập bóng nhóm đưa về hoa nằm bay biểu dạy tâu nâng cả design nhà pattern tam bài tìm mối như cứ SOP single responsibility principle chẳng không đi mình là cái nào OP cloud mình mình được rồi như cái gì là cái nào như abstraction tràn ok nhìn qua thì tôi đang giờ OP này ở kia sao chỉ điều bật hàm tiếp để hào mới giờ hào thả OP nữa mình là cái này abstraction leave more vision capsulation inheritance này nữa ok ở kia mình đến tìm mối tiếp tục nâng single responsibility and principle học cách SOP xong mình chạp nâng hay dương mà to nâng mình đi mà to tiếp